xung đột tại Trung Đông tiếp tục chứng kiến loạt diễn biến phức tạp sau khi Tehran chính thức cuốn vào vòng xoay căng thẳng. Hôm 15 tháng 4, Israel ồ ạt không kích giải Gaza sau cuộc tấn công của Iran. Giữa cơn thịnh nộ, Israel tuyên bố sẽ đòi lại món nợ từ Iran vào thời điểm thích hợp. Giá vàng tăng, chứng khoán châu Á sụt giảm sau khi Iran tấn công Israel. Trong lòng chảo Đông Âu, Tổng thống Zelensky mới đây khẳng định Ukraine không còn thời gian để lãng phí khi Nga ồ ạt tấn công. Cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ UAV của Ukraine có thể mang gần 1 tấn chất nổ tấn công mục tiêu cách 1.000 km. Tướng Estonia nói Nga đang triển khai chiến thuật nguyên sinh ở Ukraine. Các tin tức đáng chú ý khác trên toàn cầu. Philippines không có kế hoạch cho phép Mỹ tiếp cận thêm căn cứ quân sự ở Biển Đông. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ấn định thời điểm chuyển giao quyền lực. Nikkei, du khách đến ASEAN đạt 100 triệu vào năm 2023. Úc phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quỳnh Trang xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột Trung Đông hiện nay. Thưa quý vị, Hamas hôm thứ Hai ngày 15 tháng 4 cho biết, Israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào miền Trung Gaza trong đêm, khi quân đội Israel tuyên bố sẽ không quên nhiệm vụ quan trọng ở Gaza sau đòn tấn công chưa từng có của Iran. Cuộc tấn công trực diện của Tehran vào Israel nhằm trả đũa vụ ném bom lãnh sự quán Iran ở Damascus hồi đầu tháng khiến 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có 2 tướng lĩnh thiệt mạng. Đây là diễn biến leo thang mới nhất sau nhiều tháng bạo lực lan khắp khu vực liên quan đến các lực lượng ủy nhiệm của Iran muốn thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nhấn mạnh, ngay cả khi bị Iran tấn công, chúng tôi vẫn không lơ là nhiệm vụ quan trọng của mình ở Gaza, đó là giải cứu các con tin khỏi bàn tay của Hamas. Trong khi các nhà hòa giải đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm ngăn chặn giao tranh tiếp diễn, nỗi lo ngại về kế hoạch đổ bộ của Israel vào Rafah, thành phố nằm ở cực nam Gaza và hiện là nơi trú ẩn của đa số 2,4 triệu dân Gaza đang ngày càng gia tăng. Hamas hiện vẫn giam giữ các con tin của chúng tôi, một số trong đó ở Rafah, và chúng tôi sẽ làm mọi cách để có thể đưa họ trở về, ông Hagari nói. Đề cập đến khoảng 130 người còn nằm trong tay của Hamas sau cuộc đột kích xuyên biên giới ngày 7 tháng 10. Trong số này, có hơn 30 người được cho là đã chết. Quân đội Israel cũng cho biết họ đang huy động khoảng 2 sư đoàn dự bị cho các hoạt động tác chiến trên mặt trận Gaza. Động thái diễn ra sau khoảng một tuần Israel rút hầu hết binh lính khỏi miền nam Gaza. Theo số liệu của cơ quan y tế do Hamas điều hành, chiến dịch trả đũa Hamas sau sự kiện ngày 7 tháng 10 của Israel đã giết chết gần 34.000 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hiện nay, nhiều người dân di tản tới phía nam đang cố gắng trở lại miền bắc Gaza. Một người dân tên Basma Salman nói, "Ngay cả khi nhà của tôi bị phá hủy, tôi vẫn muốn trở về. Nơi đây quá đông đúc, chúng tôi thậm chí không thể hít thở bầu không khí trong lành. Điều đó thực sự quá khủng khiếp." Cuối tuần qua, Israel đã phủ nhận việc mở lại các tuyến đường cho phép dân thường trở lại miền bắc Gaza. Quân đội cho biết đây là báo cáo sai sự thật, nhấn mạnh rằng khu vực phía bắc vẫn là vùng chiến sự. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel, ông Benny Gantz, mới đây cho biết Israel sẽ đòi lại cái giá của cuộc tấn công vừa qua từ Iran vào thời điểm thích hợp. Giữa lúc nội các chiến tranh Israel được triệu tập để thảo luận về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran, ông Gantz nói, chúng tôi sẽ xây dựng một liên minh khu vực và đòi Israel phải trả giá vào thời điểm thích hợp. Israel đã cảnh giác cao độ sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có của Iran, khiến quốc tế lên án và làm dấy lên lo ngại trước việc xung đột sẽ lan rộng. Theo các nguồn tin, cuộc tấn công từ hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái chủ yếu được phóng từ bên trong Iran, chỉ gây ra thiệt hại khiêm tốn ở Israel vì hầu hết đã bị bắn hạ với sự giúp đỡ của Mỹ, Anh và Jordan.
Người phát ngôn Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết trên chương trình Meet the Press của NBC rằng việc đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng loạt là một thành tựu quân sự đáng kinh ngạc của Israel, cũng như các đối tác, cho thấy Israel không bị cô lập trên trường thế giới. Ông Kirby nói, liệu Israel có phản ứng hay không và phản ứng như thế nào sẽ tùy thuộc vào họ. Chúng tôi hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng Tổng thống Biden đã nói rất rõ ràng, chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh với Iran. Theo thông tin từ Reuters, loạt chuyến bay của các hãng hàng không toàn cầu đã bị gián đoạn vào hôm 15 tháng 4 sau khi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel gây ảnh hưởng đến các chuyến bay di chuyển giữa châu Âu và châu Á. Cụ thể, cuộc tấn công sử dụng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel đã gây ra sự hỗn loạn trong ngành hàng không. Ít nhất một chục hãng hàng không đã phải hủy hoặc định tuyến lại các chuyến bay trong 2 ngày qua. Theo Mark G, người sáng lập OPS Group, cơ quan giám sát không phận và sân bay, đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với du lịch hàng không kể từ cuộc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông G nói, sau khi cuộc tấn công xảy ra, nhiều không phận liên tiếp bị đóng cửa, việc này đã gây ra sự hỗn loạn. Ông G cho biết, sự gián đoạn này có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Các vấn đề định tuyến mới nhất là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp hàng không, vốn đã phải đối mặt với một loạt các hạn chế do xung đột giữa Israel và Hamas, Nga và Ukraine. Ông G nói, không phận của Iran được các hãng hàng không đi lại giữa châu Âu và châu Á sử dụng, và các hãng hàng không đó sẽ gặp trục trặc tại 2 tuyến đường, qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc qua Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Israel đã đóng cửa không phận vào hôm 13 tháng 4, sau đó mở trở lại vào sáng ngày 14 tháng 4. Jordan, Iraq và Liban cũng nối lại các chuyến bay qua lãnh thổ của họ. Các hãng hàng không lớn ở Trung Đông, bao gồm Emirates Airlines, Qatar Airlines, Etihad Airways, cho biết vào hôm 14 tháng 4 rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực sau khi hủy hoặc định tuyến lại một số chuyến bay. Brandon Sobey, nhà phân tích hàng không độc lập, cho biết vẫn chưa rõ liệu tình trạng bất ổn này có ảnh hưởng đến nhu cầu hành khách hay không. Nhu cầu vốn vẫn đang mạnh mẽ bất chấp các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Gaza. Ông Sobey nói, nếu tình hình chính trị và xung đột tiếp tục leo thang, thì đến một lúc nào đó, mọi người sẽ lo lắng về việc đi du lịch. Nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra. Newsweek trích một đánh giá quân sự mới đây cho biết, cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái khổng lồ mà Iran triển khai nhắm vào Israel vào cuối tuần qua, tương tự như chiến thuật mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, cách Iran sử dụng máy bay không người lái và tên lửa cho thấy nước này đang học hỏi từ Nga trong việc triển khai các cuộc tấn công nguy hiểm và hiệu quả chống lại Israel. Nga đã phát động hàng nghìn cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong gần 26 tháng xung đột. Moscow đã bắn nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, bao gồm cả UAV cảm tử Shahed do Iran thiết kế. ISW đánh giá, những cuộc tấn công này của Nga được triển khai một cách tối ưu để xâm nhập vào hệ thống phòng không và tên lửa của phương Tây. Iran đã phát động cuộc không kích quy mô lớn vào Israel xuyên đêm, mô tả cuộc tấn công này là sự trả đũa cho vụ việc xảy ra ở lãnh sự quán của Iran tại Syria vào ngày 1 tháng 4. Một số thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng, nhưng Israel chưa chính thức bình luận về vụ việc. Tehran nói rằng, họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công quân sự vào các căn cứ quân sự của Israel để thực hiện quyền tự vệ vốn có chống lại các cuộc tấn công của Israel. ISW cho biết, các cuộc tấn công của Iran mang lại cho Tehran cơ hội đánh giá các chiến lược tấn công khác nhau để họ có thể tránh né và áp đảo hệ thống phòng thủ trên không và hàng hải của Mỹ một cách hiệu quả hơn. Mỹ cung cấp cho cả Israel và Ukraine các hệ thống phòng không. Ukraine cho biết, nước này đang vật lộn để bảo vệ lãnh thổ của mình bằng các thiết bị hiện có, khi đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái kéo dài của Nga. Moscow đã liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine. Một cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA mới đây đã nói rằng Israel có thể sẽ thực hiện một phản ứng bí mật để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào hôm 13 tháng 4 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, cựu giám đốc CIA David Petraeus cho biết Israel có một danh sách bao gồm các chiến dịch mà họ có thể thực hiện. Không phải tất cả đều nhất thiết phải công bố. Họ có thể thực hiện trong bí mật.
ông Vitrell nói thêm. Và hãy nhớ rằng Washington đang gặp gỡ các quốc gia G7 khác để đưa ra phản ứng ngoại giao và kinh tế phối hợp cùng với Israel. Sau cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 4, phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên Hợp Quốc đã nói rằng vấn đề có thể được xem như là đã kết thúc. Tuy nhiên, nếu chế độ Israel tiếp tục phạm một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Israel không thể nào không phản ứng trước một cuộc tấn công của Iran. Kamil Abed, một thành viên cao cấp không thường trú tại Tổ chức Tư vấn của Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, dù Iran đã nói rằng vấn đề đã khép lại, nhưng sẽ là điều rất ngạc nhiên nếu Israel không phản ứng với mức độ leo thang này. Theo New York Times, trở lại năm 2018, Israel đã triển khai các đặc vụ từ cơ quan tình báo Mossad của mình đến Tehran để lấy các hồ sơ liên quan đến kho lưu trữ hạt nhân của Iran. Trước bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Hàn Quốc vào hôm 15 tháng 4 đã ban hành khuyến cáo kêu gọi công dân nước này hủy hoặc hoãn các chuyến đi tới Iran, đồng thời kêu gọi người dân Hàn sống ở Iran di chuyển đến quốc gia an toàn khác để đề phòng xảy ra nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày đầu tuần, nước này đã đưa ra khuyến cáo du lịch đặc biệt đối với các khu vực của Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel. Bộ Ngoại giao nói thêm, họ đã quyết định duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 3 tại các khu vực sau. Khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq, tỉnh Sistan và Baluchistan, cũng như ba tỉnh Khuzestan, Bushehr, Hormakin dọc theo vịnh Ba Tư. Một khuyến cáo du lịch đặc biệt đã được ban hành, trong đó kêu gọi công dân Hàn Quốc hủy hoặc hoãn các chuyến đi tới Iran và những người Hàn sống ở đó tạm thời di tản đến một quốc gia an toàn khác để tránh gặp nguy hiểm. Cảnh cáo đặc biệt chính phủ Hàn Quốc được ban hành trong trường hợp có rủi ro an ninh khẩn cấp đối với du khách là công dân nước mình được duy trì trong vòng 90 ngày cho đến khi tình hình an ninh ổn định trở lại hoặc các biện pháp phòng ngừa được áp dụng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình ở Iran và xem xét thực hiện các biện pháp bổ sung để cảnh báo xuất cảnh và du lịch nếu cần thiết. Hàn Quốc trước đó đã nâng mức cảnh cáo lên cấp độ 3 đối với toàn bộ Israel. Riêng giải Gaza đang có mức cảnh báo du lịch cấp độ 4. Thưa quý vị, hôm qua 15 tháng 4, CNN ghi nhận giá vàng toàn khu vực tăng, trong khi các chỉ số chứng khoán chủ yếu giảm. Do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã khiến nhu cầu đầu tư trú ẩn an toàn tăng cao, ngay sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Theo trang CNN, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản và Kospi Hàn Quốc đều giảm hơn 1% trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 15 tháng 4. Chỉ số Hang Seng Hồng Kông giảm 0,8%, nhưng chỉ số Shanghai Composite Trung Quốc lại tăng 1,2%. Vàng giao ngay ở thị trường châu Á đã tăng 0,6% ở mức 2.358 đô mỗi ounce vào hôm qua. Nó đã đạt mức cao nhất lịch sử là 2.431 đô mỗi ounce vào thứ Sáu tuần rồi, ngày 12 tháng 4. Giá vàng tăng cao là do mối lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, giá vàng thỏi đã tăng 18%. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,1% hôm 15 tháng 4. Nó đã tăng 15% trong năm nay. Trong khi đó, giá dầu cũng đã tăng cao hơn vào hôm 12 tháng 4, một ngày trước hành động trả đũa từ Iran, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10. Theo các quan chức quân đội Israel, giá dầu đã giảm nhẹ trong giờ giao dịch châu Á ngày 15 tháng 4, khi các nhà giao dịch cắt giảm bảo hiểm rủi ro địa chính trị sau khi cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ vẫn tăng 6,7% trong năm nay. Giá dầu thô Brent, một trong những chỉ số quan trọng để đo lường sự biến động của thị trường dầu toàn cầu, đã tăng hơn 10%. Các nhà phân tích từ ngân hàng ANZ cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm qua, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông trong bối cảnh địa chính trị ngày càng tồi tệ đã khiến thị trường hàng hóa rơi vào tình trạng bất ổn. Họ cho biết, cuộc tấn công của Iran có thể làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn. Các nhà phân tích cho biết thêm, mức độ rủi ro đó có thể sẽ được xác định bởi phản ứng của chính phủ Israel. Trung Đông đã rơi vào tình thế khó lường sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa về phía Israel vào cuối tuần trước. Quân đội Israel cho biết 99% trong số hơn 300 tên lửa đã bị Israel và các đối tác đánh chặn. Cuộc tấn công của Tehran đã được dự đoán từ trước,
sau cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel vào khu sứ quán của Iran ở Syria hồi đầu tháng này. Trước cuộc tấn công của Iran, thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc hôm thứ Sáu đã giảm mạnh do phố Wall lo lắng về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Các hợp đồng tương lai của chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau khi Tổng thống Joe Biden và nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến rộng lớn hơn. Ông Biden khẳng định sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran. Tờ Anadolu đưa tin, chính quyền Palestine mới đây đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ đối với những người định cư Israel cực đoan và chống lại người Palestine ở bờ Tây. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Palestine cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp để buộc Israel ngừng các dự án xây dựng khu định cư, giải tán các tổ chức có vũ trang và dân quân, thu hồi vũ khí, ngừng tài trợ và trừng phạt những cá nhân, thực thể hỗ trợ và bảo vệ các hành vi phạm tội. Bộ đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế mang tính ràng buộc đối với toàn bộ hệ thống định bất hợp pháp và không hợp lệ. Thứ Sáu tuần trước, những người định cư Israel đã phát động cuộc tấn công lớn vào làng Al-Muhayr, phía đông Ramallah, ở trung tâm bờ Tây, khiến một nam thanh niên Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Khoảng 40 ngôi nhà và phương tiện cũng bị thiêu rụi. Chỉ một ngày sau đó, những người định cư tiếp tục tấn công một số làng và thị trấn của người Palestine ở Ramallah và Nablus. Bạo lực đã gia tăng đáng kể trên khắp bờ Tây kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự chống Hamas ở dải Gaza. Sau cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm này khiến gần 1.200 người thiệt mạng vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, hơn 460 người Palestine đã thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của lực lượng Israel hoặc người định cư ở bờ Tây. Thưa quý vị, những dân thường Palestine phải chịu đựng cảnh lưu vong vì bom đạn. Họ đang tiến về phía bắc Gaza vào hôm 15 tháng 4 với hy vọng có thể trở về nhà sau hơn 6 tháng cuộc tấn công của Israel đang diễn ra. Ngày 14 và 15 tháng 4, Reuters ghi nhận tại khu vực trại tị nạn Nur Eisat, miền trung Gaza, nơi chia cắt miền Bắc và miền Nam, có rất đông người dân đi bộ dọc theo bờ biển Wadi Gaza, mang theo hy vọng được phép trở về nhà. Một số người đi bộ, người thì sử dụng xe đạp, xe cút kít hoặc xe lừa để vận chuyển đồ đạc và thực hiện hành trình hồi gia của mình. Chúng tôi muốn quay trở lại, kiểm tra nhà cửa và gặp lại con cái, người thân của chúng tôi. Một phụ nữ Palestine phải di tản nói khi cô đang chuẩn bị xuất phát. Theo báo cáo từ nhiều cơ quan truyền thông địa phương của Palestine, vào Chủ nhật ngày 14 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tấn công một ngôi nhà nằm trong trại tị nạn Nusayrat ở trung tâm Gaza. Cuộc tấn công này đã khiến 5 người chết và một số người bị thương. Tính đến sáng ngày 15 tháng 4, không có phản hồi nào từ phía Israel. Hiện vẫn chưa rõ có chỉ thị rõ ràng từ quân đội Israel về khả năng các gia đình tị nạn có thể trở lại nhà của họ. Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 15 tháng 4 cho biết, Pháp sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh cuộc xung đột giữa Israel và Iran ở Trung Đông leo thang hơn nữa. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RMC, ông Macron nói, tất cả chúng ta đều lo lắng rằng tình hình sẽ leo thang. Chúng tôi lên án cuộc tấn công này, chúng tôi đã can thiệp và sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh mọi thứ bùng phát, leo thang. Do đó, chúng tôi đã cố gắng thuyết phục Israel rằng không được phản ứng bằng cách khiến tình hình leo thang, mà thay vào đó phải cô lập Iran. Cần phải thuyết phục các quốc gia trong khu vực rằng Iran là mối nguy hiểm, tăng cường trừng phạt, tăng áp lực đối với các hoạt động hạt nhân của Tehran và sau đó tìm ra con đường dẫn đến hòa bình trong khu vực. Bình luận của ông Macron được đưa ra sau khi Iran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào Israel vào tối thứ Bảy ngày 13 tháng 4. Thưa quý vị, tờ Anadolu dẫn lời nhóm Houthi mới đây cho biết, lực lượng Mỹ và Anh vừa tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào tỉnh Taiz phía tây nam Yemen. Cho đến nay, Mỹ và Anh chưa phản hồi về thông tin. Đài truyền hình Al-Masira và một trang tin tức liên kết với lực lượng Yemen đưa tin, các máy bay chiến đấu Mỹ-Anh đã thực hiện đợt không kích vào nhiều khu vực khác nhau ở tỉnh Taiz. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Trong cuộc nội chiến kéo dài khoảng một thập kỷ qua, chính phủ được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi đã chia sẻ quyền kiểm soát khu vực Taiz, tỉnh lớn nhất ở Yemen, xét về mật độ dân số. Kể từ đầu năm nay, Liên minh do Mỹ đứng đầu đã không kích hàng loạt địa điểm và căn cứ của Houthi ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ, nhằm thể hiện tình đoàn kết với Gaza
nơi đang đối mặt với cuộc chiến tàn khốc của Israel. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhắm mục tiêu và các tàu chở hàng có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Họ bày tỏ thái độ quyết tâm theo đuổi chiến dịch này cho đến khi xung đột ở Gaza kết thúc. Với sự can thiệp của Washington và London cùng những diễn biến leo thang trong khu vực, Houthi tuyên bố coi tất cả lợi ích của Mỹ và Anh cũng là mục tiêu hợp pháp. Tờ Anadolu đưa tin, một tàu khu trục thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa di chuyển qua kênh đảo Suez tiến vào biển Địa Trung Hải. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, khinh hạm Marshall Sapochnikov trước đó đã neo đậu tại thị trấn cảng Safaga của Ai Cập, nơi con tàu được nạp thêm nhiên liệu và các tài nguyên cần thiết khác. Bộ cho biết thêm, thủy thủ đoàn của tàu khu trục tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao trong chuyến hành trình dài ngày trên biển. Con tàu sẽ hoạt động theo kế hoạch huấn luyện của hạm đội Thái Bình Dương đã được phê duyệt. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khinh hạm Marshall Sapochnikov đã rời cảng Massawa của quốc gia Đông Phi Eritrea sau vài ngày neo đậu. Con tàu đã tham gia hội nghị và triển lãm phòng thủ hàng hải quốc tế Doha TeamDex 2024 tại thủ đô Doha của Qatar vào tháng trước. Sau quá trình hiện đại hóa và trở lại biên chế trong lực lượng chiến đấu thường trực của hạm đội Thái Bình Dương năm 2021, Marshall Sapochnikov từ tàu chống ngầm trở thành tàu khu trục cỡ nhỏ đa năng, có khả năng tác chiến mạnh mẽ dưới mặt nước và tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất nhờ hệ thống vũ khí mới. Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu. Theo thông tin từ Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu viện trợ ngay lập tức từ các đồng minh của mình và nói rằng Kiev không còn thời gian để lãng phí khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã sử dụng gần 130 máy bay không người lái Shahed, hơn 80 tên lửa của Nga và gần 700 quả bom dẫn đường tấn công Ukraine vào tuần trước. Ông chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga có thể vẫn bị phá vỡ giữa lúc Ukraine đang phải đợi hàng tháng để nhận được các gói viện trợ quan trọng, bên cạnh việc chờ đợi Quốc hội Mỹ tiến hành bỏ phiếu gói viện trợ 60 tỷ đô cho Ukraine. Trên chiến tuyến, chỉ huy quân sự của Kiev cho biết tình hình của Ukraine ở miền Đông đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong những ngày gần đây. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cũng cảnh báo rằng sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự của phương Tây sẽ cản trở Ukraine chống lại những bước tiến của Nga. ISW cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể đánh giá rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể phòng vệ trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Nga do sự chậm trễ trong việc viện trợ của Mỹ. Theo các nguồn tin thân điện Kremlin, hai chỉ huy Nga đã bị sa thải vì không chiếm lại được các khu vực phía nam của Ukraine, vốn đã bị mất trong cuộc phản công của Kiev vào mùa hè năm ngoái. Theo các blogger quân sự Nga, chỉ huy của quân đội vũ khí kết hợp 18 của Nga, CAA, đang chiến đấu gần Krynki ở Kherson đã bị sa thải cùng với chỉ huy của Trung đoàn Súng trường Cơ giới 70 đang chiến đấu gần Robotsny ở Zaporizhia. Trong bản cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết họ không thể xác nhận những vụ sa thải này sau những nỗ lực thất bại của CAA trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine. Không đơn vị nào giành lại được tất cả lãnh thổ mà lực lượng Ukraine chiếm được ở các tỉnh Zaporizhia và Kherson trong cuộc tấn công mùa hè năm ngoái. ISW cho biết các đơn vị của Trung đoàn Súng trường Cơ giới 70 đã bị suy giảm năng lực đáng kể trong các cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ quanh Robotin kể từ tháng 9 năm 2023. ISW báo cáo rằng Moscow có lẽ đang hy vọng lãnh đạo mới sẽ mang lại lợi ích lãnh thổ xung quanh Robotin và Krynki. Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Alexander Zelensky nói rằng Nga đã đặt mục tiêu chiếm thị trấn Chashivya ngay phía tây thành phố Bakhmut vào ngày 9 tháng 5, đúng vào ngày chiến thắng, đánh dấu vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông nói rằng quân đội Nga đang cố gắng đột phá ở phía tây Bakhmut để tiếp cận kênh đào Siversky-Donetsk để chiếm Chashivya và tiến xa hơn về phía Kramatorsk. Ông Zelensky cho biết kế hoạch của Nga đã bị cản trở bởi sự phòng thủ của lực lượng Ukraine. Những bình luận của ông được đưa ra sau lời cảnh báo vào tuần trước rằng tình hình ở mặt trận miền đông của Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng trước.
Người phát ngôn của cơ quan an ninh Ukraine SBU Artem Dektyarenko mới đây cho biết, máy bay không người lái hải quân Ukraine Sea Baby đã được hiện đại hóa và hiện có thể mang gần 1 tấn chất nổ để nhắm vào mục tiêu cách xa hơn 1.000 km. Ông Dektyarenko nói thêm, điều này có nghĩa là SBU có thể tiếp cận mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên Biển Đen. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Nga trong và xung quanh Biển Đen bằng thiết bị không người lái trên biển và tên lửa tầm xa do nước này sản xuất. Theo báo cáo của Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen của Nga đã bị Ukraine vô hiệu hóa. Ông Dektyarenko cho biết, SBU hiện đang sử dụng hai loại máy bay không người lái trên biển là Sea Baby và Mamai. Ông nói, đây là những thế hệ máy bay không người lái mới dựa trên sự cải tiến mà nhóm các chuyên gia SBU đã thực hiện. Theo ông Dektyarenko, các máy bay không người lái trên biển được SBU sử dụng cho đến nay đã tấn công 11 tàu chiến Nga và cây cầu Crimea nối từ bán đảo đến Nga. Ông Dektyarenko nói rằng, các loại máy bay mà SBU tự sản xuất và triển khai vào năm 2022 là độc nhất trên toàn thế giới. Ông cho biết, các máy bay không người lái hiện có của phương Tây lớn nhưng không cơ động. Chúng có thể dễ dàng bị các trạm radar của đối thủ phát hiện và chúng cũng không có đầu đạn. Ông nói thêm, hiện nay, một chiếc máy bay không người lái trị giá khoảng hơn 200.000 đô la Mỹ của Ukraine đã có thể phá hủy một tàu chiến trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ của Nga. Để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào hạm đội Biển Đen, lực lượng Nga đang xây dựng các rào cản ở lối vào vịnh Sevastopol. Nga cũng đang cố gắng tăng cường phòng thủ ở cảng Novorossiysk, nơi Moscow bắt đầu tái triển khai hạm đội Biển Đen từ Sevastopol vào năm ngoái. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời chỉ huy trụ sở lực lượng phòng vệ Estonia, Thiếu tướng Enomots cho biết, Nga đang triển khai chiến thuật nguyên sinh ở Ukraine, bởi vì Moscow chưa có đủ sức mạnh để thực hiện một bước đột phá toàn diện. Các lực lượng nhỏ hơn của Nga đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ dọc theo tiền tuyến với hy vọng tìm thấy cơ hội. Ông Mots lưu ý rằng quân đội Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kharkiv. Ông Mots nói rằng việc Kharkiv vẫn trụ vững khi thành phố này nằm không xa nơi mà xung đột đang diễn ra là một phép màu. Vị tướng mô tả, đây là một nỗ lực của Nga nhằm mở rộng tiền tuyến và buộc Ukraine phải mở rộng hệ thống phòng thủ của mình. Ông cho biết, Nga đang sử dụng chiến thuật nguyên sinh. Họ thiếu sức mạnh để thực hiện bước đột phá lớn và đang kiểm tra các đường dây ở khắp mọi nơi. Ông nói thêm rằng, Nga cũng đang để mắt đến Estonia và các nước Baltic khác, chờ đợi một cơ hội để khuấy động điều gì đó. Ông khẳng định, đó cũng là những gì đã xảy ra ở châu Phi. Nga đã tiến vào khu vực này khi lực lượng của EU bị đẩy ra. Ông Mots nói, dù Nga ném bom Kharkiv, nhưng họ vẫn thiếu sức mạnh để chiếm thành phố. Vị tướng cho biết, họ có thể tấn công Kharkiv, nhưng việc giữ thành phố đòi hỏi nhiều quân hơn, và đó là những gì mà Nga đang thiếu hiện nay. Quân đội Ukraine hiện đang tăng cường cảnh giác trước những quả mìn nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, đó là mìn cánh hoa. Lực lượng Nga đang giải hàng nghìn quả mìn cánh hoa trên mặt đất ở phía đông Ukraine. Hình dạng cánh hoa của loại vũ khí vỏ nhựa này cho phép chúng phân tán nhanh chóng trên diện rộng. Lực lượng Nga gần đây đã trở nên quyết liệt hơn ở miền đông Ukraine. Các cuộc giao tranh gay gắt nổ ra, đến nỗi một thống đốc ở thành phố lớn thứ hai Ukraine, Kharkiv, đã quyết định bắt buộc sơ tán hơn 180 trẻ em và gia đình của chúng ra khỏi một số khu vực gần biên giới Nga. Những quả mìn trông giống như những cánh hoa được bắn ra từ đạn đạo bay trên không. Mỗi quả mìn cánh hoa có kích thước khoảng 12cm và có nhiều màu sắc làm cho chúng khó được nhìn thấy trên mặt đất. Khi ai đó bước lên hoặc nhặt một quả mìn lên, chất lỏng bên trong mìn sẽ ngay lập tức rò rỉ và phản ứng gây ra vụ nổ. Sử dụng pháo binh, Nga có thể giải 5.000 quả mìn cùng lúc trên diện tích 150 ha. Loại vũ khí này đã và đang được sử dụng thời gian dài, đã làm bị thương nhiều binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến. Người lính Ukraine tên Dmytro Mikhailovsky đã dẫm phải mìn cánh hoa hồi tháng 9 năm ngoái gần Bakhmut. Vụ nổ đã phá hủy phần dưới chân phải của anh ta. Anh đã không nhìn thấy thiết bị này. Hôm đó, anh ta nằm trong số những binh sĩ Ukraine nhận lệnh tấn công vào ban đêm để tránh bị quân Nga phát hiện.
Mikhailovsky cho biết, anh vừa mới nhận được hướng dẫn cảnh báo mìn qua bộ đàm thì khi vụ nổ xảy ra, anh nghe thấy một âm thanh bốp phát ra, không có tiếng nổ. Sau đó, anh nằm trên mặt đất đau đớn. Qua bộ đàm, anh thông báo về vết thương của mình với đồng đội. Lúc đó, anh mới biết mình đã dẫm phải mìn cánh hoa. Phóng viên đài NHK Nhật Bản đã được đến thăm một trung tâm đào tạo gỡ mìn ở Kiev hồi đầu tháng 4, với điều kiện không được phát sóng công khai. Ông Ivan Shepelov thuộc cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho phóng viên xem quả mìn cánh hoa PFM-1. Màu sắc của nó hòa lẫn với cỏ nên khó phát hiện trên mặt đất. Đó là một quả mìn PFM-1 đã ngừng hoạt động, được trưng bày tại cơ sở huấn luyện giả phá bom mìn ở Kiev. Hàng nghìn quả mìn cánh hoa do lực lượng Nga phát tán được cho là đã đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái. Ông Shapelev nói, nếu một người dẫm phải mìn và bị thương, những người khác cố gắng giúp đỡ người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ông tiếp tục, mìn cánh hoa là một trong những loại mìn nguy hiểm và quỷ quyệt nhất. Mìn cánh hoa đã được trải rộng trên hơn 1/4 lãnh thổ Ukraine. Một ước tính cho thấy sẽ phải mất hàng trăm năm để loại bỏ tất cả số vũ khí đó. Binh sĩ Mikhailovsky, người bị thương nặng, nhấn mạnh, điều khiến tôi đau buồn nhất là trong số nạn nhân có rất nhiều người trẻ tuổi như trẻ em. Số nạn nhân là binh sĩ và thường dân sẽ tiếp tục tăng chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 15 tháng 4 cho biết, Philippines không có kế hoạch cho phép Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn ở Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi Manila tăng gấp đôi số lượng căn cứ mà Mỹ có thể đóng quân theo một hiệp ước quốc phòng vào năm ngoái. Bắc Kinh trước đây đã cáo buộc Philippines châm dầu vào lửa khi tăng số lượng căn cứ mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận từ 5 thành 9, với các địa điểm mới nằm gần các điểm nóng tại Biển Đông. Trả lời câu hỏi về việc Philippines có cho phép Mỹ đóng tại nhiều căn cứ hơn hay không, ông Marcos nói, câu trả lời là không, Philippines không có kế hoạch xây dựng thêm bất kỳ căn cứ nào hoặc cho phép tiếp cận thêm bất kỳ căn cứ nào nữa. Năm ngoái, Washington và Manila đã thảo luận về việc mở rộng số lượng căn cứ dành cho Mỹ theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, EDCA. 3 trong số 4 địa điểm quay mặt về phía Bắc, về phía Đài Loan, nơi Manila và Bắc Kinh thường xuyên có các vụ đụng độ hàng hải. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên với ông Marcos và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, yêu cầu Quốc hội viện trợ thêm 128 triệu đô la Mỹ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại 9 căn cứ EDCA. Ông Marcos nói, sự hợp tác của ba quốc gia không nhằm chống lại bất kỳ ai, mà chỉ đơn thuần là tăng cường mối quan hệ. Cuộc tranh chấp sâu sắc giữa Trung Quốc và Philippines đã gây trở ngại cho việc khai thác dầu mỏ và khí đốt của Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp thỏa thuận giữa hai bên về việc tiếp tục các cuộc đàm phán. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Philippines về vấn đề thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Reuters đưa tin, vào ngày 15 tháng 5 tới đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, đồng thời là cấp phó của ông Lawrence Wong, kết thúc 2 thập kỷ nắm quyền. Trong thông báo trên trang web Văn phòng Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long xác nhận rút khỏi chức vụ Thủ tướng vào ngày 15 tháng 5 và Phó Thủ tướng Lawrence Wong sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tối cùng ngày, trở thành Thủ tướng thứ tư của quốc đảo Singapore và lãnh đạo Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào cuối năm. Ông Lý Hiển Long, 72 tuổi, là con trai cả của nhà sáng lập Singapore hiện đại Lý Quang Diệu. Ông giữ chức Thủ tướng Singapore từ năm 2004. Ông Lý từng tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực trước khi bước sang tuổi 70, nhưng kế hoạch bị cản trở do đại dịch COVID-19. Ông Lý Hiển Long mô tả quá trình chuyển giao quyền lực là thời điểm quan trọng, ca ngợi cấp phó Lawrence và đội ngũ đã làm việc chăm chỉ để giành được sự tín nhiệm của người dân, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. Trong một tuyên bố bằng video, ông Wong nói, tôi tiếp nhận trọng trách này với sự khiêm tốn và ý thức sâu sắc về nhiệm vụ. Tôi cam kết sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Không giống như Thủ tướng đương nhiệm, ông Wong xuất thân từ gia đình bình dân. Ông trở thành Phó Thủ tướng Singapore vào năm 2022 và hiện cũng đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính. Ông được chọn làm người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của PAP cách đây 2 năm, sau khi Phó Thủ tướng khi đó là Heng Swee Keat, hiện 63 tuổi, từ chối vai trò người kế nhiệm được chỉ định
với lý do tuổi tác và thiếu lộ trình phù hợp cho vị trí này. Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock hôm 15 tháng 4 cho biết Đức sẽ cung cấp thêm 260 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho đất nước đang bị chiến tranh tàn phá là Sudan, giữa lúc các nhà ngoại giao châu Âu gặp nhau tại Paris để đánh dấu kỷ niệm một năm nổ ra cuộc xung đột tàn khốc. Bà Baerbock nói, chúng ta có thể cùng nhau xoay sở để tránh đi thảm họa nạn đói, nhưng việc này sẽ chỉ thành công nếu chúng ta cùng nhau hành động ngay bây giờ. Mỹ hy vọng hội nghị Paris có thể khuyến khích quốc gia khác tăng cường hỗ trợ. Washington cũng đã lên kế hoạch công bố khoản viện trợ thêm 100 triệu đô la Mỹ. Cuộc họp hôm 15 tháng 4 cũng có sự tham gia của Ngoại trưởng Pháp ông Stephen Sejour, nhà ngoại giao hàng đầu EU Joseph Borrell và Ủy viên EU về quản lý khủng hoảng Janez Lenasic. Ông Sejour nói, rõ ràng là một loạt các cuộc khủng hoảng ở Gaza và Ukraine đang làm lu mờ thảm họa ở Sudan. Theo Văn phòng Hành động Đối ngoại của EU, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được lên kế hoạch gặp ông Borrell và ông Lenasic vào cuối hội nghị. Cuộc chiến ở Sudan nổ ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ bán quân sự RSF. Cuộc chiến đã tàn phá cơ sở hạ tầng, thúc đẩy cảnh báo về nạn đói và khiến hàng triệu người phải sơ tán trong và ngoài Sudan. Hàng nghìn thường dân đã thiệt mạng và các bên đã buộc tội nhau phạm vào tội ác chiến tranh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào tuần trước cho biết rằng cuộc khủng hoảng có thể trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới khi việc phân phối viện trợ nhân đạo và vật tư y tế vẫn đang bị hạn chế. Tuần trước, đặc phái viên Mỹ Tom Perriello gọi phản ứng quốc tế cho đến nay là không đáng kể. Ông nói, chúng ta chỉ đang đạt được 5% số tiền viện trợ cần thiết. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa qua đã hân hoan kỷ niệm 112 năm ngày sinh của nhà sáng lập Kim Nhật Thành, ngày 15 tháng 4 năm 1912, ngày 15 tháng 4 năm 2024, bằng buổi dạ tiệc và pháo hoa náo nhiệt. Hình ảnh về những hoạt động này được đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đăng tải mới đây. Trong video, hàng ngàn sinh viên Triều Tiên nhảy múa cạnh những quả bóng trang trí khổng lồ, cùng biểu ngữ chào mừng lễ kỷ niệm 15 tháng 4 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Họ sau đó cùng nhau chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Theo đài KRT, lễ kỷ niệm diễn ra vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Ngày 15 tháng 4 hàng năm đánh dấu sinh nhật của ông Kim Nhật Thành. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Triều Tiên, còn được gọi là Ngày Mặt Trời. Ông Kim Nhật Thành đã dẫn dắt Triều Tiên kể từ khi nước này thành lập vào năm 1948 và trải qua chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Sau khi ông qua đời vào năm 1994, con trai ông là Kim Jong-il đã kế nhiệm và trở thành lãnh đạo đất nước. Theo thông tin từ Nikkei Asia, số lượng du khách đến các nước Đông Nam Á đã đạt 100 triệu khách vào năm ngoái, đạt 70% mức trước đại dịch COVID vào năm 2019, trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đang lấy lại vị thế sau đại dịch. Theo số liệu thống kê của 9 trên 10 chính phủ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ngoại trừ Brunei, tổng số du khách đến khu vực này đạt hơn 100 triệu, gấp 2 đến 3 lần so với năm trước và vẫn ít hơn 29,8% so với năm 2019. Thái Lan, nơi ngành du lịch chiếm gần 1/5 tổng sản phẩm quốc nội của đất nước trước Covid, thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài nhất, cụ thể là ở mức 28 triệu, gấp 2,5 lần so với năm trước. Ngoài sự phục hồi kinh tế, việc hợp pháp hóa cần sa ở Thái Lan vào tháng 6 năm 2022 được cho là đã làm tăng số lượng khách du lịch hứng thú với cần sa. Trang Chong Hun, một du khách Trung Quốc 35 tuổi cho biết, Thái Lan có rất nhiều địa điểm đẹp, vì vậy chúng tôi có thể đến đây để tận hưởng những bãi biển ở Phuket, cũng như những ngôi đền tuyệt đẹp ở Bangkok và Chiang Mai. Trong số 28 triệu du khách đến thăm Thái Lan vào năm ngoái, khoảng 3,5 triệu người là người Trung Quốc. Đây là một lực lượng quan trọng đằng sau sự phục hồi của đất nước này. Nhiều người chọn Thái Lan vì nước này tương đối gần. Sự giống nhau trong con người và văn hóa Thái Lan và Trung Quốc cũng là một điểm thu hút khác đối với cả du khách lần đầu cũng như các du khách thường xuyên đến Thái Lan. Yang Shuli, một du khách Trung Quốc 32 tuổi đến thăm Thái Lan hầu như mỗi năm, cho biết đồ ăn ở đây rất tuyệt vời. Tôi thường đến đây và thưởng thức đồ ăn ở khu phố tàu. Tôi cũng thích mua sắm ở Chatuchak. Kể từ khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vào đầu năm 2023 sau đại dịch,
Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến các nước ASEAN mà không cần thị thực đã tăng mạnh. Tại Lào, đường sắt Lào-Trung Quốc khánh thành vào tháng 12 năm 2021 đã chở 1,75 triệu hành khách vào năm 2023. Một điểm đến nổi tiếng ở Lào là Luang Prabang, di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã thu hút 780.000 khách du lịch từ tháng 1 đến tháng 9, gấp 2,5 lần con số trong cùng kỳ năm ngoái. Một quốc gia khác cũng hợp tác với Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đông đảo khách du lịch là Campuchia. Nước này đã thu hút 5,45 triệu khách du lịch vào năm 2023, 10% trong số đó là người Trung Quốc. Mặc dù số lượng khách du lịch Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch, nhưng đã tăng 5,1 lần so với năm trước. Ngoài một loạt các khoản đầu tư của Trung Quốc vào thủ đô Phnom Penh, Sihanoukville và các khu vực khác, việc khai trương sân bay quốc tế do Trung Quốc hỗ trợ ở Siem Reap, nơi có khu phức hợp đền Angkor Wat nổi tiếng, cũng đã tạo ra một cơn gió ngược. Nhìn về phía trước, ngành du lịch của Đông Nam Á đã sẵn sàng phục hồi hơn nữa vào năm 2024. Thái Lan đã chào đón 9,37 triệu khách du lịch từ nước ngoài trong tháng 1 đến tháng 3, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, khi Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất ở mức 1,75 triệu. Thái Lan và Trung Quốc đã bắt đầu miễn thị thực lẫn nhau vào tháng 3, khi chính phủ Thái Lan đang cố gắng hồi sinh ngành du lịch của mình. Du khách đến Philippines từ tháng 1 đến tháng 2 đã tăng 27,6% trong năm lên 1,09 triệu. Trong số này, có 82.314 là người Trung Quốc, gấp 3,4 lần so với năm ngoái. Lượng khách đến tháng 1 của Singapore đạt tổng cộng 1,44 triệu, tăng 54% so với cùng tháng năm ngoái. Với lượng khách Trung Quốc chạm mức 210.000, chỉ đứng sau lượng khách Indonesia ở mức 270.000. Theo thông tin từ The South China Morning Post, Nam Phi, một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc ở châu Phi, đang chuẩn bị xuất lô trái bơ tươi đầu tiên cho cường quốc châu Á, khi Bắc Kinh thực hiện động thái muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với siêu thực phẩm này tại quốc gia đông dân. Bà Lauren Ronston, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Sydney cho biết, nhu cầu bơ tươi ở Trung Quốc đang tăng lên do tầng lớp trung lưu mới bắt đầu có ý thức về sức khỏe. Bà nói, bơ là một siêu thực phẩm, hiện nay có nhu cầu nhập khẩu rất lớn vào Trung Quốc. Đồng thời bà giải thích, đây là loài cây có nhu cầu với nước nhiều, nên tương đối kém để phát triển ở Trung Quốc. Bà đánh giá, may mắn thay, bơ rất dễ xuất khẩu, vì loại hoa quả này có ít rủi ro về sâu bệnh và thường được xuất khẩu sang các thị trường khó tính ở phương Tây. Phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc kết luận, vì vậy, bơ là loại trái cây dễ xuất khẩu. Việc nhập khẩu bơ cũng là chiến thắng cho nỗ lực tăng năng suất nông nghiệp, nâng cao thu nhập ở nông thôn, nâng cao an ninh lương thực, cũng như có thêm sự lựa chọn thực phẩm cho quốc gia đông dân hàng đầu thế giới. Tháng 8 năm ngoái, thỏa thuận xuất khẩu bơ được ký tại hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, được đưa ra khi Nam Phi trở thành quốc gia châu Phi thứ 3 xuất khẩu bơ sang Trung Quốc. Nông nghiệp châu Phi đã trở thành trọng tâm mới của Trung Quốc sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình hứa hẹn hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp đại lục. Trái bơ sẽ đưa Nam Phi trở thành quốc gia châu Phi thứ 3 sau Kenya và Tanzania, được cấp phép xuất khẩu bơ tươi sang Trung Quốc sau khi đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh và kiểm dịch thực phẩm. Sự việc xảy ra vào thời điểm ngành bơ Nam Phi đang mở rộng. Các doanh nghiệp thu hoạch bơ ở quốc gia châu Phi cho biết, khi ngành này phát triển, nó được kỳ vọng vào Trung Quốc là một thị trường khổng lồ chưa được khai thác. Bộ trưởng Nông nghiệp, Đất đai và Phát triển Nông thôn của Nam Phi, bà Thoko Dijiza cho biết, việc tiếp cận được Trung Quốc là một bước quan trọng cho việc thúc đẩy tăng trưởng cho Nam Phi nhờ xuất khẩu bơ. Bà Dijiza nhận định, Trung Quốc mong muốn trở thành một trong những nước tiêu thụ bơ lớn trên thế giới. Điều này mang lại cơ hội to lớn cho ngành nông nghiệp Nam Phi. Việc này mang lại tác động kép, vừa giúp tăng trưởng việc làm, kỹ năng và phát triển kinh tế, đặc biệt là ở các vùng nông thôn của Nam Phi, nơi phần lớn trái bơ được trồng. Hiện tại, Nam Phi đang xuất khẩu bơ sang châu Âu, Trung Đông và lục địa châu Phi. Ông Wandile Silobo, giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Nông nghiệp Nam Phi bày tỏ, Trung Quốc là một thị trường mới và thú vị. Nông dân Nam Phi sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường đang phát triển của Trung Quốc. Nam Phi đang là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc đại lục, với các sản phẩm khoáng sản như vàng, kim cương, quặng sắt, mangan và chrome, chiếm phần lớn mặt hàng xuất khẩu của nước này.
Đây cũng là quốc gia xuất khẩu quan trọng các loại trái cây họ cam quýt, nho, táo và lê sang Trung Quốc. Nông nghiệp đã trở thành trọng tâm mới trong sự hợp tác của Trung Quốc với châu Phi. Với danh sách thực phẩm nhập khẩu hiện nay bao gồm bơ, dứa, ớt, hạt điều, hạt vừng và gia vị. Trung Quốc có các tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm dịch nghiêm ngặt đối với các sản phẩm tươi sống. Đó là lý do tại sao phải mất nhiều thời gian để đàm phán thành công các hợp đồng xuất khẩu nông sản. Phải mất hơn 2 năm, nông dân trồng bơ ở Kenya mới tuân thủ được các yêu cầu của Trung Quốc. Kenya được cấp quyền xuất khẩu bơ đông lạnh vào năm 2019, nhưng việc này gây ra vấn đề vì hầu hết nông dân không đủ tiền mua thiết bị đông lạnh. Thỏa thuận đã được đàm phán lại vào hồi năm 2022 là chỉ bao gồm trái cây tươi. Sau đó, Tanzania trở thành quốc gia châu Phi thứ hai xuất khẩu bơ tươi sang Trung Quốc từ năm 2022. Tiếp theo là Nam Phi được lựa chọn kỹ lưỡng để gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng xuất khẩu bơ sang thị trường đông dân. Ngoài châu Phi, các quốc gia duy nhất có thể xuất khẩu bơ sang Trung Quốc là Peru, nhà cung cấp hàng đầu, Chile, Mexico, Philippines, Colombia, New Zealand, Việt Nam và Mỹ. Một đám cháy rộng lớn bùng phát vào ngày 14 tháng 4 tại vùng núi Tebena thuộc tỉnh Alicante, Tây Ban Nha, buộc chính quyền phải sơ tán 180 người dân. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng bất thường vào tháng 4, với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao hơn 10 độ C so với mức trung bình hàng năm. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Theo người đứng đầu cơ quan phụ trách nội vụ và tư pháp Elisa Nunes, ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ do ảnh hưởng của cái nóng tăng cao vào giữa trưa và lượng thực vật dư thừa đóng vai trò như mồi lửa. Hiện tại, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, các quan chức nghi ngờ rằng hoạt động của con người có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Vụ cháy rừng đã gây thiệt hại cho một số khu vực rừng núi và đe dọa đến các khu dân cư lân cận. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy và ngăn chặn nó lan rộng thêm. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân trong khu vực cảnh giác và tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người dân cũng được khuyến cáo không nên đến gần khu vực xảy ra hỏa hoạn để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, Pelumi Nubi, 28 tuổi, một phụ nữ người Nigeria, vừa qua đã hoàn thành chuyến đi từ London đến Lagos, thành phố lớn Nigeria, nhằm ủng hộ mục tiêu thúc đẩy một châu Phi an toàn và không có biên giới. Cuộc hành trình bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 và kết thúc vào ngày 7 tháng 4, kéo dài 68 ngày và đi qua 16 quốc gia, bao gồm cả sa mạc Sahara. Chị Pelumi Nubi, nhà phiêu lưu 28 tuổi, đã sử dụng chiếc xe Peugeot nhỏ bé để một mình thực hiện chuyến thám hiểm đầy tham vọng này từ London, nước Anh tới thủ phủ kinh tế lớn nhất châu Phi. Chị Nubi nói với Reuters, tôi muốn làm điều gì đó táo bạo, can đảm và khích lệ mọi người bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi muốn làm điều gì đó táo bạo và dũng cảm, đồng thời khuyến khích mọi người bước ra khỏi vùng an toàn của họ để làm điều gì đó truyền cảm hứng phiêu lưu, truyền cảm hứng dịch chuyển. Đó chính là điều thực sự đã tạo nên sự khởi đầu cho một chuyến đi độc đáo của tôi. Người phụ nữ gốc Phi nói rằng, hành trình của cô đã làm sáng tỏ và phá vỡ những định kiến sai lầm về châu Phi, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt giữa những mối nguy hiểm mà cô từng nghĩ so với thực tế mà cô trải nghiệm. Cô phải đối mặt với một số thách thức tại các cửa khẩu biên giới, cho rằng một châu Phi dễ tiếp cận hơn, tương tự như biên giới mở của châu Âu, sẽ khuyến khích thương mại và du lịch xuyên lục địa. Bạn biết đấy, khi tôi lái xe qua châu Âu, từ Anh đến Pháp, đến Tây Ban Nha, tôi có cảm giác như mình chỉ vừa đi qua một đất nước rộng lớn, vì thông quan rất dễ dàng, và tôi mường tượng ra tương lai nó cũng có thể diễn ra ở châu Phi. ECOWAS, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, đã bắt đầu quá trình nỗ lực làm cho việc thông quan giữa các nước có thể dễ tiếp cận. Nhưng tôi cảm thấy như hệ thống này vẫn chưa hoàn thiện, và nó cần phải được điều chỉnh một chút về các chính sách. Các quan chức được thông báo điều gì khi một người xuất trình hộ chiếu ECOWAS? Tại sao người xuất nhập cảnh vẫn phải trả tiền trong một số trường hợp? Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc thực sự nghiên cứu chính sách về những gì họ đang cố gắng thiết lập là rất quan trọng, đặc biệt là về mặt tự do thương mại ở các quốc gia này, thành viên xuyên biên giới và thúc đẩy du lịch, người dân sẽ chẳng bị mắc kẹt ở vài biên giới trong 2 ngày như tôi. Cách đây hơn nửa thế kỷ, một chuyến thám hiểm tương tự đã lần đầu tiên được thực hiện bởi một người đàn ông Nigeria. Tiến sĩ Newton Jibuno
đã rời London vào ngày 27 tháng 2 năm 1966 và đến Lagos vào tháng 2 năm 1967. Nhà thám hiểm năm ấy, nay đã 86 tuổi, có mặt ở Lagos, Nigeria để chào đón Nubi khi cô đến. Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai một người châu Phi đã hoàn thành tuyến đường du lịch này. Nubi nói tại buổi lễ đón khách, "Đối với tôi, điều quan trọng là phải làm điều này và truyền cảm hứng cho tất cả phụ nữ da đen, tất cả những du khách, để họ cũng có thể bước ra khỏi vùng an toàn của họ. Tôi muốn khám phá cùng lúc hai nơi tôi coi là nhà, đó là London và Lagos, và đặc biệt khi đó là một quốc gia châu Phi. Các phương tiện truyền thông đôi khi không đề cập về châu Phi nhiều, toàn những ý kiến tiêu cực. Vì vậy, việc quảng bá về châu Phi rất có ý nghĩa." Tờ The Guardian đưa tin, các nhà khoa học mới đây đã tìm thấy hóa thạch của ba loài mới thuộc chi chuột túi khổng lồ sống cách đây từ 5 triệu đến 40.000 năm. Các loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới được xác định là Prothemnodon viator, Prothemnodon mamcura và Prothemnodon dawsonae. Trong số đó, loài Prothemnodon viator nặng tới 170 kg, gấp đôi trọng lượng của những cá thể đực thuộc loài chuột túi đỏ hiện nay. Chuyên gia Isaac Keir từ Trường Khoa học và Kỹ thuật thuộc Đại học Flinders, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết việc phân loại các loài sẽ mở ra cơ hội cho các nghiên cứu sau này về cách các loài chuột túi khổng lồ tiến hóa và thích ứng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên. Sau khi quét hình ảnh 3D 900 mẫu vật được thu thập từ khắp nước Úc và Papua New Guinea, các nhà khoa học đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa các loài, chẳng hạn như về phương pháp nhảy. Trước đây, người ta tin hầu hết các loài thuộc chi chuột túi Prothemnodon di chuyển bằng cả 4 chân. Nhưng các nhà nghiên cứu hiện nay phát hiện rằng điều này chỉ đúng với 3 hoặc 4 loài. Có những loài khác di chuyển giống như con Coca hoặc Potoru, đôi khi nhảy bằng 4 chân hoặc chỉ 2 chân. Sự khác biệt có thể liên quan đến khả năng thích nghi với môi trường khác nhau mà chúng sinh sống, từ miền Trung nước Úc khô cằn đến vùng rừng núi ở bang Tasmania hay Papua New Guinea. Mặt khác, hiện chưa có lời giải thích rõ ràng tại sao chuột túi khổng lồ tuyệt chủng, trong khi họ hàng gần của chúng, chẳng hạn như chuột túi xám hoặc chuột túi Wallaroo thì không. Chuyên gia Keir cho rằng, sự thay đổi môi trường nhanh chóng do hoạt động của con người có thể là nguyên nhân. Nhà cổ sinh vật học Gilbert Prince ca ngợi, nghiên cứu của nhóm ông Keir đã giúp hệ thống dữ liệu hóa thạch của Úc trở nên đầy đủ và rõ ràng hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quỳnh Trang xin được xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.